đã như hưu. Có đến dự hôm nay thì trong thời gian này chúng ta có thể là dành chút thời gian này để chúng ta tâm tình với nhau, để mà vui tâm sự nha. Dạ. Thì các học sinh thì có thể gặp gỡ với thầy cô, nhất là những thầy cô đã từng công tác ở đây mà nghỉ hưu. Thì giờ này là cái dịp mà chúng ta gặp lại thầy cô cũ, bày tỏ cái niềm cảm xúc của mình. Các em có thể là gặp gỡ với thầy cô chúng ta trò chuyện. Bao đời bao thế hành, thù xa ơi chẳng tình nước quê.
về đâu cả lâu, không chắc tay quê vì đỡ khó khăn rồi. Quê hương tôi chính có trong tình cổ lâu, giờ quê tôi sống mắt trong bên ruộng trâu. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi được mình đó, phù sa bát ngọt dòng sữa mẹ nuôi đời. Đêm trăng thắp chiếu trên sông Cần Thơ, dáng xa xa bóng ca họ lơ. Điều lắm thôi, chú ghé áp tình, như tình càng gần vui mừng.